đau vai gái hơn 2 năm mấy nay rồi. Ừ. Đau vai với lại cái làm cho hai cái cơ cổ cơ vai của con lại đau vai cái cơ cứng đó. Đúng rồi, cơ cứng rồi đó. Rồi giờ dở tay lên khó cử động khó gì? Dạ, hai bên đều đau nhưng mà bên trái của con này đau nhiều hơn. Đau nhiều hơn. À. Buổi tối có một con không thể xoay người, cái vai của con nó không có xoay. Nó xoay cũng được. À, thí dụ như nằm đây thì xoay cũng được đúng không? Dạ con xoay nằm nghiêng không được ạ. Bây giờ thì xử ra đây xoay thử. Nằm đi đấy. Đâu? Xoay sao được? Con học xoay như vậy, cái tay của con nó rất là đau. À, nó rất là đau đớn phải không? Vâng. Rồi. Rồi, được rồi. Hai tay của con cảm giác là nó không có bằng nhau, nó rút cái vai của con. Vì khi con mặc đồ hay con cảm giác là hai cái vai nó không có bằng nhau. À, bị bao lâu rồi? Hơn 2 năm nay rồi, mà đi điều trị sao này? Con đi điều trị ở An Sinh hay là bên đại học điều trị con vòng đau vai gãy cơ cứng. À. Còn cứ hết có một thời gian thì nó lại bị lại. À, tức là phải dùng thuốc suốt đời. Nếu là con làm việc á, mà mệt mỏi bắt đầu cái vai với cái cổ con bắt đầu con đau, mà đại khái là không có lực để làm một việc, một cái gì tay nó mất lực. Tay mất chứ không còn lực chứ. Giờ đi bộ qua kia lại thì con đi cũng có. Mọi người thấy hai cái vai nghiêng lên em. Thấy cái cổ rút lại theo nó theo. Đó, thấy chưa? Từ đây đến giờ thì bên vai của con nó bị nhức, con ngồi không có được. Con mới uống thuốc thì nó đỡ một thời gian. Rồi ngồi ngồi nhức, ngồi sao bị nhức rồi thử đi. Dạ, thấy trong cái bông phải của con nó bị nhức mà con ngồi không được, ngồi như vậy con ngồi không được. À. Dạ. Rồi, ok. Rồi. Để cái kia mà đưa lên. Ơ quá, sao rồi, đúng rồi. Lên, lên, rồi, quay tới kia. Hồi nãy mình không thể quên thử lại cái kia hả? Cái này cũng bị vậy hả? Ok. À, rồi. À, thì nhà ở đâu? Dạ, con từ mới Đồng Nai lên quận 12. À, tức là hồi xưa ở Đồng Nai? Dạ, con. Rồi về, về, về quận 12 hả? Con mới về được tầm 2 năm ở quận 12. À, quận 12. Quận 12 là ở Hóc Môn? Dạ, con ở bên Hiệp Thành. À, dạ. Rồi làm nghề gì? Con ở làm ở bên khách sạn, mà con làm bên phục vụ phòng. À, chà, về cực dữ ha. Rồi hồi xưa ở Đồng Nai ở đâu? Con ở Tân Phú Quán. Nơi Thiện Quán, chà, tên tỉnh đó này. À, ngay cái dòng đó chào đó, đó chào không? Dạ, con ở phía dưới gần giáp với Lâm Đồng ạ. À, cái gần ở trên chứ đi lên trên mới gấp dạ, nằm chứ. Tức là 125 đi lên chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Ừ. Chừng gì đau hả? Dạ đau. À, đau là đau đâu? Con đau khớp vai. Khớp vai. Nó đau mà ở làm thấy con đau hết hai cái xương ức ẩn chứ không ạ? Đau xương ức luôn. Dạ. Khi mà ai vào tông vào con cảm giác giống như con bị chấn thương. Nếu mà đi mà chen chen vào tông vào con. À, mình tức. Dạ nó đau quá. Rồi sao biết rồi đấy? Dạ con sợ trên mạng, con tìm ra địa chỉ của thầy. Con cứ tìm ra những cái các địa chữ bệnh của mình, con sợ ra địa chỉ của thầy. Rồi, được rồi. Rồi nhiều khi nữa. Biết quá hết rồi mà lên đây ghi cho tốt kém. Rồi, rủ tay rồi, con nó dậy nhiều chưa? Dạ. Nó dễ chịu ha. Bên tay phải thì con bị nhẹ hơn, nó bị dễ chịu hơn. Cái tay này nhẹ hơn phải không? Dạ vâng. Rồi làm cho nhẹ trước hết, còn tay kia còn để dành lại. Nằm xuống nó đau vậy hả? Dạ, bên tay trái của nó đau.
À, nâng cái này lên. À, khổ vậy hả? Tội con là nếu con chồng người ta là con tình khổ luôn. Bắt đầu con sai con giống gì nè. Trời đất ơi. Em lên. Em. Rồi, cố gắng nha. Rồi, hốt lên. Rồi, đưa cái này lên. Rồi, bây giờ làm thấy bước tâm chưa? Dạ. Đỡ nó. Sao phải thì mình kia thấy đỡ ra rồi phải không? À, chứ mỗi lần nằm về đau lắm đúng không? Dạ, rồi quay qua đây. Ừ. Sao? Anh nằm để mình quay được cái bên này không quay được. Ừ đi, một xíu rồi sao? Đau vậy. Đau vậy. Đây là đau, này coi lên đi. Rồi cái này không có này dạng ra. Khóc luôn nha. Về nằm nghiêng bên kia thử có đau không? Cố lên. Ừ. Cố lên. Vẫn đau ha. Không sao, cố gắng một tí đi ha. Rồi, nằm sắp lại. Nghe xích đi, cái tay xích đi, đó rồi. Đau đây không? Đau không? Đau ở phía dưới. À, đau đây ha? Dạ. À, đau đây. Dưới cái bờ vai ạ. Dưới bờ vai ở đây thấy không? Dạ, cấp nhất là nhất ở đó. À, dưới cái đó, rồi. Rồi, anh về có đau không? Dạ. Đi có đau không? Dạ, không ạ. Hết đâu rồi. À. Ok, bỏ tay ra. Rồi bây giờ ngồi dậy đi. Đây. Hốt mạnh vô. Đó. Rồi tay để như bình thường coi. Duỗi mạnh bình thường coi. Đó. Nó còn hơi đau đây. Không sao đâu. Cứ đi tới luôn coi cái cảm giác làm sao đâu. Càng nặng ha. Bây giờ cảm giác sao rồi, ngoài cái chuyện đau cái đó rồi còn cái thấy là sau khi tác động xong thì thấy kết quả sao? Lưng của con thì cảm giác rất là thoải mái, tay vai phải thì cũng nhẹ nhưng mà con thì có cái đá là chuẩn bị tay trái thì nó vẫn hơi bị ngồi đi nhưng mình cố giảm rồi ha. Dạ vâng. Nó đau mà cảm giác như là cái nó đau theo kiểu giống bị sưng khớp. Sưng, đúng dạ, rồi. Dạ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ là hổm rồi, có nhìn tối không? Dạ có. Có rồi, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thấy nhìn tối là thấy giảm đau đúng không? Con cảm giác là người con cũng dễ chịu. Dễ chịu. Dạ. Tại vì mọi người biết á, là khi mà tác động vô chỗ này á, mà vẫn còn khó chịu vậy á, là chứng tỏ là cái lượng axit trong máu vẫn còn tăng. Cho nên chỉ có một cách duy nhất mà có thể giải quyết được, đó là hút không khí và nhìn năng mua sắn. Mua hết, mua hết. Ha. Dạ. Rồi, bây giờ so với hồi nãy giờ là thấy dễ chịu lắm rồi. Dạ, ha. Cảm giác cũng dễ chịu. Cảm giác dễ chịu rồi ha. Nhưng mà sau cái này xong á, thì em chịu khó là lấy cho tôi một cục đá lạnh cho em này mượn chồm trực tiếp cho cái này. Ha. Ok, rồi xin cảm ơn. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823.
Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.